Xin kính chào quý vị, thành Nguyễn đang có mặt ở một cái điểm dừng chân dưới khu vực của đèo Khánh Lê. Con đèo Khánh Lê là con đèo kết nối giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng. Mà trong dân gian hoặc là trong những cái người hay đi chơi thì người ta hay dùng cái từ đó là con đường để kết nối giữa thành phố Hoa Đà Lạt và thành phố biển Nha Trang. Và đi với con đường này thì quý vị sẽ rút ngắn được khoảng thời gian khá là dài cũng như cái quãng đường nó sẽ ngắn hơn được khá tốt nhiều so với cái cung đường trước đây mình phải đi về thành phố Phan Rang Tháp Chàm và sau đó sẽ đi đèo Ngoạn Mục để chinh phục được cái thành phố Đà Lạt điểm dừng chân này thì đây là cái điểm dừng chân mang tên là Bến Lội Quán và đây được xem là cái điểm dừng chân được hình thành đầu tiên khi con đèo Khánh Lê chưa hoàn thiện hoàn toàn còn nhiều cái đoạn ở phía dưới đi khó khăn thì cái điểm dừng chân này đã có mặt và nó nằm dọc theo một con suối rất đẹp còn bây giờ thì mời quý vị mình đi vào bên trong để mình ngắm nhìn được không gian của cái điểm dừng chân bến lội quán dừng chân ở đây thì mình có thể ngồi thưởng thức một vài ly cà phê rồi để bắt tài nghỉ ngơi cho xe nó mát mái kiểm tra lại một ít về các kỹ thuật của xe trước khi mình chinh phục cái con đèo đây quý vị thấy đây là những sản phẩm của vùng đất Nam Tây Nguyên à, Mặc dù chưa đến đó mà mình đã thấy có xuất hiện rồi Đó là rượu cần Còn cái vùng đất của địa điểm mà Tân Nguyễn đang quay Thì ở đây có một cái cây thuốc Được bên giới Đông Y và dân gian Tương truyền là khá quý hiếm Đó là cây xó tam phân Quý vị ha, cây này trong đông thuốc Nam á Cây dược liệu rất quý Đây Thành Nguyễn cái đầu đi vòng vòng các cái khu vực Và sẽ cho quý vị thấy được hết toàn bộ cảnh quan của cái điểm dừng chân Bến Lội này Còn khu vực phía dưới đây thì với du khách đang ngồi uống nước và ngắm một cái dòng suối Dòng suối này nó sẽ chảy từ từ để gom về được dòng sông Cái Nha Trang à, Quý vị ha Và cái địa điểm mà quý vị dừng chân thì ở đây có rất là nhiều điểm Nhưng mà theo cái phong cảnh đó, Để mình vừa được ngắm con suối Trải Thì cái địa điểm này được các cái công ty lữ hành Và vào một số cái hãng xe họ sẽ lựa chọn để dừng ở gia lao hôm nay có thêm những cái khu trò chơi cho các trẻ em nữa đây quý vị đây bây giờ mình đang tiến gần lại để cho quý vị có thể thấy được cái con suối chạy qua khu vực này đó, còn gì bằng nữa khi mà mình được ngồi ở những cái không gian như thế này thưởng thức một ly cà phê hoặc là một cái ly nước trước khi mình chinh phục cái độ cao quý vị nhé. đây đây là hình ảnh của con suối nhỏ đối với một vài cái đoàn người ta còn đến đây người ta tắm suối cung đường này trước kia thì người ta gọi là khu vực của khánh vĩnh khánh sơn để quý vị thấy đó là cái hướng của từ nha trang đi lên à, quý vị sẽ đi từ uh, trung tâm thành phố biển nha trang mình đi hướng về uh, cái cây dầu đôi thì uh, qua khỏi thành diên khánh chút xíu sẽ có một cái ngã rẽ bên tay phải để cái hướng để đi, đi đi lên đến uh, đà lạt thì đó là cái con đường này đây chúc quý vị trong mùa hè 2019 này mình sẽ có những chuyến đi đến với thành phố biển Nha Trang và cao nguyên thành phố Đà Lạt thật là nhiều thú vị hẹn gặp lại quý vị trong những cái clip giới thiệu về các điểm đến của hai thành phố này xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo ạ.